Có đâu vậy? Ô về. Cá vào tìm bộ bàn tôn. Đã xuống. Trên đi. Có phố xa đó. Năm mẹ mẹ xem ai cái này copy ama nhà mẹ tê cũng là một nó là xây mai thì nó cái này năm mẹ nuna đam phải sau đây sao ba sao cái này nó vào nào porque tem muito caminho não tá gata que então agora começar sim terá coio o nenhã nenhã depois meter sim 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 metro metro sim ah você ajuda para Antônio sai coio ah tá bom já mete ya ya arang kasih oke hello chào các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Quang Dũng và Đấu Cuộc Sống Châu Phi. Hôm nay mình này có mặt ở nông trại các bạn, phía bên này là đang cho người dân dọn đất ấy, để trồng quả bắp, đậu bắp, trồng đậu bắp các bạn. Hôm trước mình ngâm giống là giờ đã nó đã lên rồi. Rút kinh nghiệm lần trước trồng trồng trực tiếp, dạo này có một số bạn comment là mách mình là ngâm nước cho nó lên thì trồng nó sẽ hiệu quả hơn các bạn. Cho nên mình đã cho ngâm nước được hơn tuần, ba ngày các bạn. Đây là đang trăng dây để rạch luống này. Nhá. À răng. Ở phía dưới này các em đang tưới đây. Cái này phải tưới liên tục các bạn. Mới có báo hiệu mưa thôi, thời tiết nó chỉ nóng thôi chứ chưa có mưa. Đất đai bây giờ nó cũng chưa được được ẩm ấy, cho nên mình trồng dần dần thôi, tại vì nguồn nước nó không có được dồi dào các bạn. Còn ngô sẽ trồng phía bên kia nhé, còn khu vực bên này mình sẽ dùng để trồng cây hoa màu thôi các bạn. Khu vực gần chòi, ngô xa thì có thể để như vậy được, nhưng mà phía bên này rau màu hay bị mất trộm, cho nên để gần chòi trông coi cho nó dễ các bạn. Phía dưới, phía bên dưới này, khu vực này là trồng đậu bắp, phía bên dưới này sẽ trồng ớt chuông. Phía bên dưới là ớt chuông. Đất mới khai hoang này các bạn thấy, gốc rễ đào lên hơi bị nhiều. Công việc dọn đất nó rất là lần đầu tiên, nên nó hơi khó. Sau cái lần này đi dọn được đất này thì nó sẽ dễ dàng hơn cho mùa sau các bạn. Với lại mùa khô chú trọng về khâu dọn đất chứ trồng cây mùa khô nó khó lên lắm. Này, tổ mối to như vậy. Tôi đun su mete umamon thế. Nè. Cái này là đu prija rotiemai. Você grande, tem força. À. Rốt tia. Devagar, devagar. Này trước mắt đang nằm núa các bạn. Bây giờ mình đi xuống phía dưới. Bên này để các em đang trồng núa phía dưới này các bạn.
Bắp mùa là to rồi. Đây đang tưới hành. Nói chung mùa khô phía bên này thời tiết nó lạnh rất là khắc nghiệt, cho nên trồng cây gì nó cũng nên rất là chậm các bạn. Hành phía bên này luôn. Còn phía xa xa kia nào, các em vẫn đang tiếp tục làm cỏ này, cái cỏ cỏ gấu này, cỏ ấu này nó lên nhanh lắm. Nhưng làm một tuần hay tuần sau nó quay lại này. Mới đây là mới mùa khô đây. Nhưng mà mùa mưa thì chắc nó lên gớm nữa. Procura cái này auto. Mày tên là full. Đây các bạn, lúa nếp đang trồng đây. Và trồng lúa nếp thì sẽ trồng thưa hơn là lúa tẻ. Hôm qua có một cô có dặn mình là lúa nếp nó trồng dày nó hay bị đổ ấy. Phải trồng thưa cho nó cứng cây. Ok. Cái này aumenta bucados. Dạ. Mạ này mình gieo vào lúc thời tiết nóng cho nên nó phát triển nhanh. Cái này được đa số cái này. Cimente. Đây các bạn. Được hơn 20 phân. Cái này là giống ít nhưng mà Việt Nam. Việt Nam thường là cấy tầm này, cao tầm này. Là cấy thường, dạo này cấy máy mình không biết là nó cao bao nhiêu. Chứ là kỳ bé bé mình nhớ là nó cũng cao tầm này là cấy rồi. Quando planta vai cojo pega bem na pé na cojo na fundo ya nó đã cày mai để nó. Thường các em cấy hay bị nổi mạ, mình dặn là khi cấy là nhớ lấy tay vun đất này cho nó khỏi nổi lúa. Tắc nó tính đập nem. Mình cố gắng chăm sóc cái khu vực này để Tết cho bà con có cái nồi bánh chưng các bạn, giống Việt Nam. Năm vừa rồi gói bánh chưng thì phải đi mua gạo ở trên thành phố, rất là đắt với này, mất thời gian. Trước mắt các bạn đây là dàn lúa đợt trước trồng đấy các bạn. Chả gần 4 tháng này. Cũng mất thời gian kinh. Các bạn cho mình bảo thủ thêm hơn 1 tháng nữa nhé các bạn. Tại vì nhiều bạn nói là lúa này nó không có năng suất. Với này nó để lâu quá rồi. Nhưng mà nỡ trồng lên đến đây nó đẹp như vậy mà có phá đi thì tiếc lắm. Bao nhiêu là công sức, phân thuốc, công sức của người dân. Nó lên được như vậy rồi là cả một vấn đề các bạn. Đây là vùng đất mới chứ không có như ở Việt Nam. Phía bên này cũng vậy các bạn. Nó lên đều luôn. Đang gần như là đang còn gái. Ngày mai mình sẽ đưa phân vào cho anh em vải.
thường trồng lúa mà trồng nâu này là không tốt này, tại vì để thời gian lâu quá là sâu bệnh nó hay hay tìm đến nó phá các bạn. Cho nên cái đợt vừa rồi là anh em mình sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc trong cái mùa tới. Nhưng mà môn mà mùa đông lạnh thì anh em mình sẽ không không trồng lúa nữa, mà trồng những cái cây khác nó hiệu quả hơn, nó nhanh hơn. Phía khu vực này là phía trên cát hơi nhiều tí nhưng mà nó vẫn phát triển cũng tạm tạm được các bạn. Ô này là xấu nhất. Hai ô này, ô này, ô này với ô dưới đây. Đấy, hai ô sát nhau này là hai ô mới trồng. Nhưng tổng thể thì bắt đầu vào mùa mưa thời tiết nó ấm lên các bạn, cây cối nó sẽ phát triển xanh hơn. Nhưng mà cái mùa đông vừa rồi là cả một quá trình vất vả các bạn. Cái này buổi chiều sẽ cho tưới liên tục nha các bạn. Bây giờ buổi sáng nó đang nằm cỏ trước đó, cho cỏ nó chết đó. Đây phía bên này là cải bắp này. Bom dia. Bom dia. Olá, Ale. É. Olá, Ale. Bota na banana, hein? Cái này nó đủ để plantar này. Số arranca được nào cầm. Và các em ơi, quốc xa gốc rồi. Gần gốc thì nhổ thôi. Chứ quốc sát gốc quá nó động rễ này. Cây nó héo. Cỏ này mới làm tuần trước đây. Cái này phải chịu khó nhổ rồi phơi lên cho nó chết đi. Phải làm vài lần nó mới hết được cái cỏ này các bạn. Tại nó có củ ấy, nó lên kinh. Sang phía bên này là đất của hộ gia đình, anh em mình hỗ trợ trồng ngô thôi. Mà ngô cái khu vực mà ẩm ướt quá thì nó không nên tốt bằng cái khu trên này các bạn. Cái đất này muốn trồng ngô thì phải nghiên cứu lại. Khu này thì đẹp, khu này khô đẹp. Ở phía dưới kia nó gần mương nước, nó ẩm liên tục. Cây ngô nó sẽ không thích hợp. Nhìn khô rồi chứ. Mà bới lên một tí là nước không ở dưới. À, nó ẩm. Đây các bạn, đất trên mặt khô rồi chứ. Bới một tí là nó ẩm. Đây là cũng là của hàng xóm này. Của hộ gia đình lân cận này. Mình đợt rồi giúp đỡ ít giống hành luôn các bạn, để cho họ có cái nọ cái kia, giống như ngô thất bại thì có hành, nhưng mà nếu mà được cả thì sau này anh em mình giống như là trồng thử nghiệm ấy, nếu được thì sau này anh em mình sẽ tiến hành tất cả luôn. Hôm nay hộ này bên này là họ có việc nên chưa không có đến làm. Trên này nó ráo hơn, ngô nó phát triển mạnh hơn. Mà cái cỏ này thì các bạn thông cảm nhé. Cứ làm tuần trước là tuần sau nó lên lại. Là tuần sau nó đã xanh như vậy này. Mới hôm trước mình review cho các bạn xem là các em đang sạc cỏ ấy. Mà bây giờ nó đã lên xanh như vậy này. Cái này ngày mai sẽ gọi họ đến kêu làm thôi. Chỉ để như vậy nó hiếp hết ngô, ăn hết màu các bạn. Đây khoai lang các bạn. Đợt vừa rồi có tưới tắm bao nhiêu cũng thua một cái thời tiết ấm các bạn. Đây này, cái thời chỉ cần nó nóng lên một tí thôi là khoai lang nó phát triển này. Hôm trước mình đã cho
người dân dọn ở giữa này, sau này mình có dự án khác các bạn, có một cái tính toán riêng là ở giữa này có khi là trồng rau hoặc là trồng đậu bắp hoặc là trồng trồng ngô, tại vì nó thưa mình đã cho cuốc rồi, để chờ khi mưa xuống là anh em mình sẽ tiến hành trồng. Đây khoai lang có đợt vừa rồi nó mới lên mạnh thôi, chứ đợt trước nhìn chán lắm các bạn. Cái này chắc phải giữa mùa mưa mới thu được, đợt này giống như là mới bén rễ để lên thôi các bạn. Hôm nay mình sẽ chia đội ra một đội làm cỏ, một đội làm cỏ, một đội trồng đậu bắp với một đội trồng lúa các bạn. Trồng lúa thì mình chọn những em mà cái đợt vừa rồi mà trồng tốt ấy, là trồng trồng đẹp ấy, thẳng hàng đẹp ấy, mình sẽ để riêng ra. Và sau này các em ấy tự có thể trồng được. Tại vì lúa bên này nhiều bạn nói cũng cần rất là nhiều phân, nhưng mà mình nghĩ như phía bên dưới ấy, đất tốt, với này trộn ít phân chuồng nữa, nhiều lúc cũng đâu cần nhiều phân đâu, cần phân chuồng nó đều đặn là được. Rồi phân chỉ cần bón khi lúc lúc thúc hoặc bón nốt bón đồng, nhưng cần một vụ lúa nếu mà có phân chuồng rồi. Như mình nghĩ đợt rồi mình trồng khoảng 3 vụ 3 lần bón thôi, mỗi lần bón một ít là sẽ có lúa sẽ phát triển tốt các bạn. Rồi bây giờ sẽ qua bên này để cùng mọi người trồng bắp đậu bắp nha các bạn. Bạn tôi nhỉ? Cá vài quay gì? Sim. Até o baixinho agora Santa Maria, agora aqui tá bom. Já dei, né? Já. Já vi, já vi, já vi. Mình hướng dẫn cái núm đầu tiên này cho mọi người làm. Sở dĩ cuốc rãnh như vậy các bạn là để cho khi mà từ mùa mưa ấy, nó không bị trôi. Tất cả phân mình sẽ trồng ở hạt giống, mình sẽ trồng ở cái nỗ này. Hạt giống mình sẽ trồng xuống cái rãnh này các bạn. Rồi khi mà mưa xuống với lại bỏ phân chuồng các thứ ấy, nó không bị trôi, vì địa hình này nó dốc. Cái này cũng là cái biện pháp để giữ màu. Tốt tôi xin. Cái này tầm anh tốt tụi mày. Có mày sai. Đúng cú vẹt à. So aquí so tres besos a cabazo. Otro bailar ni más que ni nada. Después que. Después coyo plantar de nuevo. Así le cimenti gata a gata mediterráneo. Anima. ¿Qué ni mana? Apanya meten lah. Phía bên này đang còn chưa dọn xong này. Cái này cho dọn lại, san lại các bạn. Khúc dưới này nó ngay khu vực cái tổ mối to. Cái này có lẽ là phải lấy nước vào cho nó ẩm rồi bắt đầu mới cuốc được. Chứ nó cuốc cái này tưng cuốc. Cứng lắm các bạn. Đất này mùa mưa thì nó mềm chứ, mùa khô nó chai thôi rồi.
cầm cuốc suốt ngày mà cuốc vào cái đám này phỏng hết tay. Cái này chờ lấy nước mà cho nó mềm mềm ra tí là cuốc. Đây là giống đậu bắp ấy các bạn, giống Việt Nam ấy. Này, nứt nứt miệng hết rồi. Cái này ngâm đầu hơi thối, phải rửa lại tí cho nó sạch rồi. Cái này mình sẽ tưới xong, mình sẽ lấy nước vào cho nó ẩm đã các bạn. Xong rồi mình mới trồng. Chưa giờ mà để hạt xuống rồi lấy nước vào nó sẽ trôi hết giống đi. Trôi hết hạt giống đi các bạn. Mùa khô này trồng cái gì cũng qua cần rất là nhiều nước các bạn. Quan trọng nhất là nước. Cho nên khi mà mưa xuống thì anh em sẽ tiến hành trồng đồng loạt, trồng nhiều luôn. Mùa này giống như là tạm thời vậy, dọn đất. Cái thứ nhất, cái thứ hai là dạo này là kinh phí nó có phần là eo hẹp, để các bạn thông cảm. Depois mandar bovo vai na roteira. Ah. Sa- hoje mesmo. Đây, nuôi nếp này các bạn. Cái này um planta três. Yeah. Ya memos. Cái khuôn này mình sợ thiếu mà cuối cùng có khi dư các bạn. Dư giống. Giờ trình độ cấy là chuẩn hơn rồi các bạn. Vì ít người cấy ấy, họ nắm bắt được dễ hơn. Đông người cấy quá rồi. Rồi, mỗi người cấy một kiểu. Ở sau đây bên xoa planta bong à, phải. Em mình tụi bên xoa. Eco dù planta to à. Đây này hàng à. Hàng này. Hàng này với hàng này nó thẳng với nhau luôn. Đấy. Đội này sau này cấy lúa mình sẽ cho ba em này ăn với lại cấy thôi. Những người khác làm việc khác. Rồi mà. Có tập thì tập thêm cho mấy người nữa. Chứ cấy đông quá là nó ổ ạt, cấy xấu. Tình tám anh tình cảm yêu nhau mà qua đủ say yogi anh đi tapa atay yogi mềm các bạn nhé. Đây là công đoạn cuối lấy nước vào tưới trước đây, rồi hồi sẽ gieo hạt các bạn. À phết sa phết sa atay na tay mina. À. Yeah. Da. Cái này hàng cách hàng khoảng 1 mét các bạn. Còn cây chắc cỡ khoảng 60. Trước bạn nhân trồng 50,
nó hơi dày các bạn. 50-50 đều hơi dày. Cây nó rống. Bây giờ mình sẽ trồng nó xa xa hơn một tí để cho cây nó ra nhiều tàn đấy. Để cho nó được nhiều quả. Mà nào plantan và lá. Aquí. Navana, quando regala nên vai con cô cemento. Ara già mai che ne fotem. Đôi là đôi cô chú. 50 tu fundo nào. Ya, fotem no aquí, sim. O camarada brato divide. Começar aqui. Ô, canhê. Ainda traz lá um prato. Aqui, Fadinho. Só um, né? Ou uma só. Já. Meteu um nado já. Cái này tưới thường là tưới xả ấy, cho nên là mình sẽ trồng vào bên mép luống thôi các bạn, mép mương. Pan subi aquí después en la prima traga con cemento aquí. Ya. Fundo nào, buscar uso. Trồng được đậu bắp thì bán có giá. Là người dân ăn cũng được các bạn, tại vì cái này là ăn rất tốt cho sức khỏe. Phía bên kia là các chị em vẫn đang dọn đất. Bên này buổi sáng xong rồi. Trên này là mọi người đang rạch luống. Bây giờ rồi tia cái này phao ta. À tia aquí. Để bôi van là sai aquí. Entendes? Aquí rồi tia buka rồi à tia kia. Rồi tia tia kia. Ngoài. Vê xoa kì. DVD vê xoa. Sinh của vê xoa aquí. Cả là vê xoa buka đu. À tia kia. Cái này ta may roti ate aquí, planta aquí, planta ate aquí, ate aquí. ¿Entendés? Nào đây xa xin. À các bạn cái này đôi roti, đôi aumenta đôi nên nhỉ. Ông đôi, ate aquí nhá. Đây các bạn, buổi sáng trồng này, buổi chiều mà bây giờ ăn cơm xong là các em đã trồng được bữa này. Cho ngày hôm nay chắc muốn xong. Aquí vidi ya. ¿Entienden? Porque, no. Aquí vidi, porque cemento tarde tomando. La fiesta này cũng quốc hết rồi. Cũng là tuổi cái này à, chắc ngày mai trồng các bạn. Capim também é cojo, já? Arranca. Capim aí, na frente. Metei no fundo para morrer. Quando está na vida, comer lá bem. É. Falar lá bem. A nossa mulher, sim. Já. Você. Fala lá, vai. Porque tem a hora que sobra roupa. Depois, Aria, aqui nem nada, tá subindo. Tá filmando, hein? Tá subindo muito, né?
Después yoga buscar un domingo y nada. Yoga hasta aquí, ¿ya? ¿Entendés? Aquí ni, más yo niña. No, no, ya que aquí arranca la tena. A planta. Oh, pastor. Pero ainda repara vengo yo te dan venda. Porque nada, nada subir. Domingo buscar un yoga hasta aquí, ¿ya? Ya. Después, bode amanya planta. Vâng thưa các bạn, có nét video của anh em mình xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã luôn đồng hành và theo dõi nhé. Mong là thời gian tới luôn được sự ủng hộ các bạn để kênh ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Đồng nghĩa với việc thêm được nhiều bản làng, nhiều người dân được giúp đỡ các bạn. Chào. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.